gối đỡ UCB 210 thì hay còn gọi là gối đỡ B210 nhá. Thì ở đây sẽ có những cái thông số kỹ thuật cơ bản để lắp đặt. Như này mình sẽ xác định cho bạn, trước tiên là chúng ta sẽ quan tâm đến cái đường kính lỗ. Đường kính lỗ của cái này. Đường kính lỗ là 50 mm các bạn nhá. Cái này dùng cho trục 50 mm này. Cái này dùng cho trục 50 mm này. Cái chúng ta quan tâm tiếp theo nữa đó là cái tổng thể chiều dài. Tổng thể chiều dài của cái này nó rơi vào, cái chiều dài của nó là 206 các bạn nhá. Cái này là 206, cái thước này nó đang bị kịch rồi. Đây thực tế là đang là 206 này. Cái tiếp theo nữa là cái khoảng cách giữa, khoảng cách của cái chiều rộng này, dài này, rộng này. Cái này đang là 59.3, thực tế là 59.5 các bạn nhá. 59.5 này. Tiếp theo là chúng ta sẽ quan tâm đến chiều cao. Chiều cao của cả cái gối đỡ này hiện tại đang là 112 này. 112 theo Catanox này. Cái chiều cao từ tâm trục xuống đến phía dưới này đang là 57.2 các bạn nhá. 57.2. Tiếp theo chúng ta sẽ quan tâm đến kích thước của cái lỗ này. Đây, ta thay vì đo đây tôi sẽ xác định như này. Thì cái kích thước, cái khoảng cách giữa hai tâm lỗ, khoảng cách hai tâm lỗ này, khoảng cách hai tâm lỗ này hiện tại đang là 159 các bạn nhá. 159 này. Và cái kích thước cái lỗ này dùng để bắt với bù non như nào? Thì đây mình sẽ đo đây. Nó sẽ là 20 này. Một mặt là 20 này. Bạn lấy một mặt 20 này. Chiều dài của lỗ đang là 20 244 nhá. Hay là 25 các bạn ạ. 25. Kích thước của nó sẽ là 20 x 25. Thì đấy là những cái thông số lắp đặt cơ bản của cái dòng gối đỡ UCB 210. Thì gối đỡ UCB 210 thì sẽ dùng cho trục 50. Và cái chất lượng của gối đỡ này sẽ phụ thuộc vào cái ổ bi này. Ổ bi UC 210 này. Thường nó sẽ hỏng ở phần bi này. Vì vậy mà cái gối đỡ này quyết định chất lượng hay không là do cái phần bi này. Và cái bên ngoài chúng ta có thể nhìn được hay không, đấy chính là cái độ dày của cái gối đỡ này. Nó có dày dặn hay không, chúng ta nhìn trực quan như này. Thường những cái gối đỡ mà chất lượng thì cái phần vỏ ngoài này cũng rất là dày dặn, để làm sao nó không bị quá tải, không bị vỡ. Có một số trường hợp mình thấy là dùng đang bị vỡ cái dòng gối này.